Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giúp cho chúng ta phân biệt đâu là hàng nội địa và đâu là hàng bãi. Hàng bãi là những cái hàng đã qua sử dụng, nói chung thôi, tất cả các loại máy đã qua sử dụng. Nó có thể xuất xứ ở nhiều nước khác nhau, ví dụ Trung Quốc, Malaysia, Philippines, vân vân, thì như vậy gọi là hàng bãi. Còn hàng nội địa là hàng nội địa Nhật, thì chúng ta hay có một cái định nghĩa đó là hàng nội địa. Thì hàng nội địa là hàng sản xuất tại Nhật. Đây các bạn thấy Made in Japan này, hàng sản xuất tại Nhật. Thì thông thường trước đây thì hàng sản xuất tại Nhật thì thường nó là hàng nội địa 110. Ví dụ như cái con này này, là điện 110V. Tất cả các hàng mà sản xuất trong thị trường Nhật đều là điện 110V hết, 110 đến 110V. Còn cái dòng này thì là hàng sản xuất tại Nhật, cũng nội địa nhưng mà nó lại xuất khẩu, cho nên điện của nó sẽ là autovol, tức là 110 đến 240. Như vậy thì đã định nghĩa rõ ràng, hàng nội địa là hàng sản xuất trong nước và thường là chỉ tiêu thụ trong nước thôi. Còn hàng bãi là những cái hàng xuất xứ ở nhiều nước khác nhau, ví dụ Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Rất rõ ràng các bạn ạ. Thì hàng bãi có thể do những người mà người ta mua về, người ta xách tay về, người ta sử dụng, sau đó người ta thanh lý lại. Thì đó cũng là một định nghĩa mà chúng ta cũng có thể hiểu nôm na được. Còn hàng nội địa là chỉ sản xuất và tiêu thụ trong nước thôi. Thành ra cái nguồn điện của nó sẽ là nguồn điện phù hợp với cái nước sở tại, và chính xác là Nhật. Và người Việt Nam chúng ta thì rất là thích sử dụng hàng Nhật. Tất nhiên giá thành của nó cũng không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên về cái độ bền của các cái hàng nội địa, các bạn có thể thấy là nó sẽ gấp 5-7 lần, thậm chí gấp 10 lần độ bền so với những cái hàng sản xuất ở những cái nước khác. Ví dụ mấy con Bana này thì nó đã sản xuất cách đây 5-7 năm rồi, hoặc là hơn 10 năm. Con Hitachi này cũng tầm đó. Tất nhiên độ bền của một cái thiết bị thì độ bền cũng như là tuổi thọ của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ chất lượng máy, rồi cách chúng ta sử dụng và bảo quản, cũng như là nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì khi chúng ta đi mua thì tôi nghĩ cái định nghĩa hàng nội địa hoặc là hàng bãi thì đôi khi nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là hàng nó sử dụng ok, chất lượng ok, và người bán họ cam kết bảo hành nghiêm túc cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng, và máy đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của chúng ta thì chúng ta cứ thế chúng ta sử dụng thôi. Chứ còn nguồn gốc xuất xứ tôi nghĩ chắc cũng không quan trọng, không thực sự quan trọng. Và hôm nay thì tôi đã giúp các bạn hiểu cơ bản nôm na được đâu là hàng bãi và đâu là hàng nội địa.